phố huyện Con Cuông, dừng chân lại ngắm nước non hữu tình. Nằm ở phía tây nam của tỉnh Nghệ An, huyện Con Cuông được biết đến là một vùng đất cổ, có bề dày lịch sử và văn hóa với nhiều di tích danh thắng nổi tiếng như vườn quốc gia Pù Mát, hang thắm Nàng Màn, cùng những cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, nguyên sơ như thác Khe Kèm, khe nước mọc, sông Răng, đập Pha Lài. Từ thành phố Vinh đi về phía tây khoảng 130 km theo quốc lộ 7, tiếp tục theo con đường vào xã Môn Sơn là đến với một địa điểm du lịch đầy hấp dẫn của huyện Con Cuông, đó chính là đập Pha Lài. Như dải lụa trắng xóa vắt ngang dòng sông Răng thơ mộng, đập Pha Lài là công trình thủy lợi được xây dựng và hoàn thành từ năm 2002 nhằm giữ nước cho việc canh tác, sinh hoạt của người dân và phục vụ du lịch của địa phương. Đến Pha Lài, thú vị nhất là hoạt động ngồi thuyền máy ngược dòng sông Răng xanh biếc cùng ngắm nhìn phong cảnh thiên nhiên yên bình với những tán cây xanh trên những dãy núi đá nghiêng mình soi bóng nước. Ẩn hiện dưới những tán lá xanh là những thảm hoa đủ màu sắc tạo nên bức tranh thiên nhiên rất xinh đẹp. Trên những triền núi cao là những cây cổ thụ hàng trăm năm tuổi, mỗi cây là một tuyệt tác của tạo hóa. Trên hành trình ngược dòng sông Răng có nhiều gành sỏi đá với nước chảy mạnh, tưởng chừng thuyền sẽ không vượt qua được, nhưng với tay lái điêu luyện của những người dân địa phương nơi đây, con thuyền luồn lách vượt gành rất ngoạn mục là một sự trải nghiệm vô cùng ấn tượng. Từ đập nước Pha Lài, ngược dòng sông Răng khoảng 5 km sẽ tới một bãi tắm thiên nhiên hoang sơ với dòng nước mát lạnh cùng những viên sỏi nhiều màu sắc và hình thù lý thú. Tiếp tục ngược dòng sông Răng là đến bản Cò Phạt của người dân tộc Đan Lai. Đây là một trong những dân tộc ít người nhất ở Việt Nam, hiện nay chỉ còn lại khoảng hơn 3.000 người, sinh sống chủ yếu ở bản Cò Phạt và bản Búng thuộc vùng lõi của vườn quốc gia Pù Mát với văn hóa độc đáo là tập tục ngủ ngồi. Thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ và du lịch VSC, khai thác trên diện tích khoảng 10 hecta, nơi đây đang cung cấp một số những dịch vụ hấp dẫn như chèo thuyền kayak xuôi dòng sông Răng thơ mộng hay ngược dòng sông Răng bằng xuồng máy từ đập Pha Lài, chiêm ngưỡng những bức tranh thủy mặc mà tạo hóa đã ban tặng cho sông Răng. Đối với những du khách thích trải nghiệm cảm giác mạnh thì nơi đây còn có đường trượt zip line đôi. Hãy cùng Exotic Việt Nam đến với Pha Lài, thưởng thức ẩm thực độc đáo của người dân tộc Thái với nhiều món ăn đặc sắc đã nổi tiếng khắp vùng như gà nướng, cá nướng, thịt nướng, xôi ngũ sắc, cơm lam, các món mọc hay rượu men lá, cùng những lời ca tiếng hát ngọt ngào của những cô gái Thái nơi đây. Ta đi chung ngày vui, vui chung mùa cháy hồi, lòng bồi hồi sao xuyến lưu liên trăng. Như hoa mùa xuân ta nối những nhịp cầu, về Pha Lài đi anh ta hãy về cùng nhau, về với dòng sông Răng ta du thuyền ngắm cánh đầu nguồn, đẹp như hoa mùa xuân đang hé nở đầu non, đẹp như tình nửa đôi nơi suối ngàn tình yêu.